xin chào các các bạn sinh viên à, hôm nay cô hướng dẫn các bạn tìm hiểu về môn luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì các bạn thấy à, đối với cái tên môn học các bạn thấy là các bạn đã phải tìm hiểu đến hai nội dung của hai luật khác nhau đó là luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì đối với môn này các bạn sẽ tìm hiểu đến hai phần chính phần 1 đó là nội dung về luật nhà ở thì các bạn sẽ có ba à, bài để các bạn à, tìm hiểu đó là Uh, khái niệm về nhà ở, các loại nhà ở, uh, các bạn tìm hiểu về nhà ở thương mại là gì và các giao dịch về nhà ở. Còn về phần 2 thì các bạn sẽ tìm hiểu uh, về luật kinh doanh bất động sản. Thì mình sẽ có 4 bài trong cái phần 2 này, đó là các bạn sẽ tìm hiểu về bất động sản là gì, um, kinh doanh bất động sản là như thế nào, uh, các bạn sẽ tìm hiểu về... Um, Các bạn sẽ tìm hiểu về các loại hợp đồng của hoạt động kinh doanh bất động sản, các loại hoạt động bất động sản, về dịch vụ bất động sản, về mua bán hàng hóa là bất động sản. Thì đó là những cái nội dung chính của cái môn học này. Thì để tìm hiểu những cái môn những cái nội dung trong cái môn học này như vậy thì các bạn sẽ phải có cái phần tài liệu học tập. Đối với môn học này thì hiện tại chưa có giáo trình của bất kỳ trường đại học nào, cho nên là các bạn sẽ sử dụng về um, luật uh, nhà ở và luật kinh doanh bất động sản để phục vụ cho môn học. Và một cái điều kiện tiên quyết để các bạn có thể tham gia môn học này và để tìm hiểu được rõ ràng các nội dung của môn học đó là các bạn sẽ phải tham gia các buổi học ở trên lớp, uh, uh, tham gia các buổi giảng của cô đồng thời các bạn sẽ phải ghi chép lại. Thì uh, về phần tài liệu về phần tài liệu thì các bạn sẽ phải có uh, bắt buộc có cuốn luật kinh doanh bất động sản. 2014, Luật Nhà ở 2014 và tất nhiên là sẽ phải có các nghị định hướng dẫn của hai cái văn bản luật này. Thì giống như là cái nội dung mà um, À, tài liệu mà cô đã nhờ khoa úp lên trên trang web à, cho cái phần luật nhà ở là ba bài đầu tiên à, bài một à, các bạn à, dựa vào những cái câu hỏi sau đây để các bạn có thể tự ở nhà và tìm hiểu thì cái buổi trao đổi hôm nay ở đây cô chỉ à, khoanh vùng cho các bạn biết được là những nội dung chính các bạn cần phải tìm hiểu là những nội dung gì à, thì đối với bài 1 bài 1 thì um, cái nội dung các bạn cần phải tìm hiểu đó là các bạn tìm hiểu về khái niệm nhà ở các bạn sẽ phải phân biệt được nhà ở là gì thì đối với uh, trên thị trường hiện tại uh, ví dụ như nhà các bạn đang ở thì nó được xếp vào loại nhà ở nào hay là các bạn thấy những cái căn hộ chung cư um, thì nó được gọi là loại nhà ở nào và cái cái nội dung thứ hai là các bạn sẽ phải tìm hiểu về À, những cái chủ thể được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là những chủ thể nào? À, cá nhân tổ chức Thì cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài thì cái điều kiện để họ sở hữu nhà ở tại Việt Nam nó có khác nhau hay không? Thì đó là cái nội dung mà các bạn sẽ cần phải tập trung tìm hiểu ở bài 1. Đối với bài 2 là các bạn sẽ tập trung tìm hiểu về nhà ở thương mại. Vậy thì các bạn sẽ phải sẽ phải xem xét luật coi thử là như thế nào là nhà ở thương mại. Và những đối tượng nào được sở hữu nhà ở thương mại này? Những đối tượng nào được sở hữu nhà ở thương mại này? Và bài 3 thì các bạn sẽ tập trung tìm hiểu về các giao dịch liên quan tới nhà ở thì có những giao dịch gì ví dụ như bạn các bạn là sinh viên các bạn đi thuê nhà thì đó có phải là giao dịch về nhà ở hay không à, rồi à, à, nếu các bạn có nhu cầu kinh doanh và các bạn đi thuê những cái văn phòng để mình đặt trụ sở thì đó có phải là giao dịch về nhà ở hay không thì đó là cái nội dung thứ ba các bạn sẽ được tìm hiểu giao dịch về nhà ở và cũng trong bài 3 này các bạn sẽ được tìm hiểu cũng như là soạn thảo học cách soạn thảo những cái hợp đồng liên quan tới nhà ở nó sẽ khác với những cái hợp đồng dân sự như thế nào dân sự thông thường khác đó, ví dụ như hợp đồng mua bán hàng hóa hợp đồng thuê tài sản vân vân thì cái hợp đồng mà liên quan đến giao dịch về nhà ở nó sẽ có những đặc thù gì thì ở bài 3 các bạn sẽ được tìm hiểu như vậy vậy thì à, đó sau ba bài này các bạn sẽ biết được là một cách khái quát nhất về luật nhà ở. thì thông qua cái buổi hỗ trợ về việc học tập hôm nay cô sẽ cho các bạn hai câu hỏi để các bạn có thể tự tìm hiểu và tự học ở nhà được dự nó là một cái giúp các bạn có thể tóm tắt được cái nội dung mà các bạn sẽ phải nắm được trong cái phần luật nhà ở. thì câu hỏi thứ nhất các bạn sẽ phải à, tìm hiểu khái niệm nhà ở là gì. Đồng thời, thông qua khái niệm đó, các bạn sẽ phân loại nhà ở đang tồn tại ở Việt Nam. Câu hỏi thứ hai là các bạn sẽ phải nêu à, được những cái điều kiện và so sánh những cái điều kiện sở hữu nhà ở của tổ chức cá nhân trong nước nó khác biệt như thế nào so với tổ chức cá nhân nước ngoài. Đồng thời Uh, các bạn sẽ có những cái bài tập uh, bài tập nhóm uh, để các bạn uh, phân công nhau và tìm hiểu thì cô yêu cầu các bạn uh, so sánh cái uh, điều kiện để cá nhân nước ngoài và tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu ở Việt Nam trong thời hạn bao lâu và cái thời hạn đó các bạn so sánh với những quốc gia uh, trên thế giới ở cạnh Việt Nam ví dụ như Singapore hay là uh, Hàn Quốc hay là Nhật Bản hay là Malaysia thì cái cái thời hạn mà người nước ngoài được sở hữu nhà ở những quốc gia đó nó có khác biệt như thế nào so với Việt Nam à, thông qua cái việc mà các bạn tìm hiểu và so sánh như vậy thì các bạn sẽ hiểu được cái bản chất sở hữu nhà ở tại Việt Nam là như thế nào. À, ngoài ra về cái soạn thảo hợp đồng hợp đồng nhà ở thì cô cũng sẽ cho các bạn làm những cái bài tập. Uh, liên quan tới việc là các bạn sẽ soạn thảo những loại hợp đồng khác nhau ví dụ đối với giao dịch về nhà ở các bạn thấy là sẽ có giao dịch về thuê nhà vậy thì uh, đối với giao dịch về thuê nhà các bạn sẽ phải tìm hiểu về hợp đồng thuê nhà và các bạn sẽ phải uh, xem thử trong cái hợp đồng này mình sẽ phải lưu ý những cái điểm gì nếu như mình là bên đi thuê nhà hoặc mình là bên đi cho thuê nhà thì mình sẽ phải có những cái biệt lưu ý gì, đặc điểm lưu ý gì để mình đảm bảo quyền lợi của mình. À, cái loại hợp đồng thứ hai đó là hợp đồng mua bán nhà ở. Vậy thì các bạn dựa trên cũng đặt mình vào vị trí của hai bên trong cái giao dịch này để các bạn có thể là soạn thảo cái hợp đồng làm sao cho nó đảm bảo nhất cái quyền lợi của mình. Ví dụ mình là bên đi mua nhà thì những cái điều kiện tiên quyết gì mình cần phải yêu cầu để bên bán nhà phải cung cấp hoặc là mình là bên đi bán nhà thì mình sẽ phải yêu cầu bên mua cung cấp những cái gì để mình ràng buộc vào trong cái hợp đồng thì đó là phần um, giao dịch về nhà ở ngoài cái uh, việc mà thuê nhà thông thường hay mua bán nhà thông thường thì các bạn thấy đối với nhà ở mà thương mại nó sẽ có thêm một cái loại hình nữa là thuê mua và cho thuê mua vậy thì nghĩa vụ của bạn sẽ phải tìm hiểu ra thuê mua và cho thuê mua là như thế nào cái khái niệm và cái bản chất pháp lý của nó là như thế nào. À, ngoài ra, cái nội dung về nhà ở thương mại các bạn còn phải tập trung à, để ý và tìm hiểu là nhà đối với nhà ở mà thông thường thì người nước ngoài, cá nhân, tổ chức nước ngoài có được quyền sở hữu hay không? còn đối với nhà ở thương mại thì họ có được quyền sở hữu hay không và họ được quyền sở hữu như thế nào thời hạn trong vòng bao lâu và điều kiện để họ được quyền sở hữu nhà ở thương mại ở việt nam là như thế nào thì đó là những cái nội dung mà các bạn cần phải tập trung và tự tìm hiểu thì đó là những cái nội dung cơ bản để cho các bạn để định hướng cho các bạn ở nhà tự học và có thể tìm hiểu sơ lược về cái À, môn à, cái phần 1 của luật nhà ở à, và cô hy vọng là khi mà các bạn quay lại trường học à, thì à, các bạn sẽ có những cái đáp án trả lời cho câu hỏi à, mà cô đã đưa ra à, và cô sẽ hỗ trợ các bạn tìm hiểu kỹ hơn, phân tích kỹ hơn à, dựa trên những cái đánh giá à, trên những cái bài học mà các bạn đã làm. À, còn về phần à, luật kinh doanh bất động sản, à, phần 2 về kinh doanh bất động sản thì à, có những cái nội dung các bạn cần phải tập trung để các bạn tìm hiểu đó là các bạn sẽ phải tìm hiểu về khái niệm bất động sản là gì các bạn sẽ tìm hiểu về thế nào là kinh doanh bất động sản thì các bạn thấy ở trên thị trường hiện giờ các bạn thấy cái hoạt động mà cá nhân ví dụ nhà mình có đất và mình mang cái miếng đất đó mình đi mình bán gọi là chuyển nhượng quyền sử dụng đất đó thì đó có phải là hoạt động kinh doanh bất động sản hay không hay là các bạn thấy là những cái công ty mà có cái chức năng kinh doanh bất động sản họ xây dựng họ phân lô bán nền họ xây dựng những cái căn nhà đó và họ tiến hành chuyển nhượng cái quyền sử dụng đất mà họ đã phân lô đó cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu vậy thì cái hoạt động đó có phải là hoạt động kinh doanh bất động sản hay không um, cái thứ hai nữa là ngoài cái hoạt động mà mua bán chuyển nhượng như vậy các bạn thấy trên thị trường bất động sản còn có một cái loại nữa một cái loại hình nữa là các bạn thấy là môi giới ha môi giới bất động sản thì đó là cái hoạt động trung gian vậy thì đó được xếp vào cái hoạt động kinh doanh bất động sản hay là không thì đó là những cái câu hỏi mà cô đặt ra để định hướng cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu được à, các bạn thấy à, ví dụ như à, à, bình thường mà à, những người cá nhân Việt Nam có nhu cầu đi mua nhà họ đi tìm hiểu những cái khu vực nhà dù ở quận nhất hay quận 3, thì sẽ có những cái cá nhân khác à, gọi nôm na một cái tên à, dân gian người ta gọi là cò cò đất vậy thì cò đất đó có phải là người thực hiện môi giới bất động sản hay không và cái nghề môi giới bất động sản sẽ phải có những cái điều kiện gì để có thể trở thành cái người chuyên gia môi giới bất động sản à, đó là những cái nội dung mà các bạn sẽ phải tự tìm hiểu trước khi mình quay lại à, trường học và tham gia học vào môn này à, thì à, cô xin phép được dừng ở đây à, và cô hy vọng là À, dựa trên sự định định hướng của cô các bạn đã có thể có một cái nhận thức sơ lược về môn học cũng như là có thể định hướng được rằng mình sẽ học những gì trong môn này và tự học ở nhà à, trong thời gian mà các bạn nghĩ à, cô cảm ơn các bạn